này bạn lấy ở đâu vậy Đốm? Mình lấy ở phòng thí nghiệm của ba mình đó. Ba mình đã đặc biệt chế tạo những cây cà khiêu này siêu thăng bằng nên đi thoải mái lắm, không sợ té đâu. Đúng là đi dễ thiệt, đi thử một cái là đi được liền à. Tại bạn chân dài nên đi dễ, mình đi khó thấy mồ. Vậy thì bạn nên dùng chức năng mới của cà khéo. Bạn hô kéo ra, nó thử đi. Kéo ra à. Hết quá. Ê, mình cũng muốn làm thử. Kéo ra. Hay thiệt á. Gọi mình với. Nhờ cây cà khêu này mà mình hái táo dễ quá. Nói chỉ một lát, mình phải về sớm trả cây này cho ba đó. Tại ba mình đi làm rồi, nãy mình lấy đại đó. Mà cây này còn dài ra được nữa không Đốm? Hay chỉ nhiêu đây thôi? Được chứ, dài bất tận luôn. Kéo ra, kéo ra, kéo ra, kéo ra. Wow, trên này đã quá. Thích quá à. Không nhận, ba mình lợi hại thiệt. Gió mạnh quá, cây cà khêu bắt đầu lắc rồi kìa. Đứng mày đứng, mày đen kéo tới rồi kìa. Ở trên đây nữa là sét đánh đen đít luôn á. Ừ, thôi tụi mình xuống đi. Ngắn lại. Ủa, sống được vậy ta? Téo lại, cục lại, ngắn lại. Cũng vậy à Đốm ơi, chưa ngắn lại nữa. Bạn có cách nào cho cây ngắn lại không? Hồi nãy mình chỉ đọc đến cách dài ra. Rồi quăng cuốn sách hướng dẫn sử dụng đi rồi. Vậy là chơi dại rồi. Cây này sẽ bị sét đánh đen đít luôn nha coi. Tạm biệt các bạn, mình đi làm heo hun khói đây. Cô lại. Xíu nữa là con thành heo hun khói rồi. Đúng, lần sau không được sử dụng đồ của người lớn mà không xin phép. Dạ, con biết lỗi rồi. Và phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nữa. Hai cha con ngưng tay ăn trái cây nào. Con thích ăn trái cây, con mà ăn đâu. Con nói vậy các bạn trái cây sẽ buồn đó. Con ăn thử miếng này đi, ngon lắm. Trời ơi, nó vừa chát vừa chua vừa ẹt à. Con không ăn đâu mẹ. Vậy còn miếng dưa hấu này thì sao? Con không thích ăn dưa hấu, nó cứ lạc lạc lỏng bỏng nước. Đại vậy con phải lừa đi nhả hạt nữa. Mỗi loại trái cây đều có mùi vị riêng mà con. Ăn trái cây sẽ rất tốt cho sức khỏe đó con à. Con thấy ăn thịt mới có nhiều chất dinh dưỡng. Vậy là không ăn trái cây luôn à? Con thích ăn thịt thôi, con không ăn trái cây đâu. Trái cây ngon mà. Nào anh em, xông lên chiếm thành. Nào anh em, bắt hết các tù binh màu trắng cho ta. Thủ phủ này là của chúng ta. Tiến lên. Yêu ơi, kẻ thù mạnh quá, chúng ta phải làm sao đây? Thủ lĩnh của chúng ta đâu rồi? Thủ lĩnh của chúng ta đâu rồi? Hình như thủ lĩnh đi tìm thêm quân viện trợ chưa có về. Sao chúng ta giữ được thành bây giờ? Chúng nó mạnh quá. Chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành, chiếm thành. Hay là bây giờ chúng ta buông vũ khí đầu hàng đi. Quân viện trợ tại sao vẫn chưa về? Chúng ta thua rồi, chạy thôi. Không, chúng ta không bỏ cuộc, chiến đến cùng nào. Thì ra chỉ là giấc mơ thôi.
Thì ra không ăn trái cây sẽ làm cho bụng khó tiêu, sình hơi và đau bụng như vậy nè. Chưa kể mấy vi khuẩn độc hại màu đỏ vì vậy mà tấn công chúng ta nữa. Ghê thiệt chứ. Tại mình không chịu ăn trái cây, giờ phải đi tìm trái cây ăn đây. Các bạn lính màu trắng, chờ viện trợ tới nha. Hãy tiêu diệt con quái vật đó cho ta. Sao mẹ lại không coi nữa? Suốt ngày cứ dán mắt vào xem mấy cái phim đánh đấm không có lợi ích gì hết. Nhưng con đang coi mà, sao mẹ tắt ngang của con? Vậy mẹ hỏi con đã làm xong bài tập toán chưa? Con đã đọc các bài tiếng Việt chưa? Con dọn phòng chưa? Con tập đàn chưa? Khi nào con xong hết các việc trên thì mới được coi tivi. Dạ, con sẽ làm hết theo ý mẹ. Chán quá, chẳng có gì thú vị để chơi hết. Chắc chắn ở phòng thí nghiệm của ba sẽ có rất nhiều thứ hay ho cho mình khám phá đây. Yeah. Wow, đã thiệt. Ủa, sao có nhiều nút bấm quá vậy ta? Có nút X này to nhất nè, chọn nó vậy. Tuyệt quá, máy biến nhiều hình là có thiệt nè. Giờ thì khỏi lo rồi. Nè đếm 1, bạn làm bài tập toán. Đếm 2, dọn phòng nha. Đếm 3, tập đàn. Các bạn đi đi. Yeah, còn mình thì đi tìm tay to và bụng bự chơi thôi. Nè, đi. Đếm ơi, muộn rồi, tụi mình về đây. Sao sớm vậy? Mình còn chơi chưa đã đó mà. Thôi đủ rồi, mình còn phải về làm bài tập nữa. Mai cô giáo kiểm tra bài á. Còn mẹ đã giao việc cho mình dọn phòng từ trưa rồi mà mình chưa có làm. Sao các bạn khổ quá. Còn mình thì chẳng còn phải làm gì, có người làm hết rồi. Là sao đó? Ai làm cho bạn? Đó là một bí mật. Các bạn bận thì cứ về đi, mình tự chơi được, mình không có muốn về nhà. Vậy đóng chơi đi, tụi mình về đây. Mẹ, mẹ, mở cửa cho con. Ủa, cháu là ai vậy? Cháu có đi nhầm nhà không? Mẹ, con là đốm mà. Con của bác đang ở trên phòng và đang học bài. Nhà cháu ở đâu? Có cần bác đưa về không? Con là đốm nè, đây là nhà con. Mẹ cho con vào nhà đi. Nếu cháu cần giúp đỡ thì ta hỗ trợ, còn nếu cháu cứ nói như vậy thì ta vào nhà đây. Con mới dính là đớm nè, mẹ cho con vào nhà đi. Con đói bụng quá à mẹ ơi. Xả ít xà bông và nước thôi nha con. Dạ. Đẹp quá. Hết trơn rồi. Thì ra thế giới này có nhiều bọt bong bóng như vậy. Trẻ con lại lãng phí quá. Ba mẹ ơi, có chuyện gì vậy đốm? Xà bông của nhà mình bị cuốn mất hết rồi. Sao lại như vậy? Ôi, trả lại xà bông cho tôi. Chuyện gì thế kia? Tự dưng xà phòng nhà chúng tôi bị cuốn đi hết rồi anh đốm ơi. Nhà của mình cũng vậy. Nó đều bay về một hướng, chứng tỏ người muốn lấy nó ở hướng kia. Mọi người ở nhà, để tôi đi xem thế nào. Con đi nữa. Nó bị hút về đây. Vậy kẻ cắp ở trong này nè ba. Chỉ được cái hấp tấp. Đốm xem nè. Vậy giờ mình làm gì hả ba? Rất có thể bong bóng này làm từ xà bông bị ăn cắp. Nhưng chúng ta biết đi đâu để tìm?
Nơi này mênh mông quá. Bong bóng từ hướng kia bay tới thì có thể nó được tạo ra từ hướng đó. Vậy chúng ta đi về đó đi. Ôi, bong bóng đẹp thật. Ta có một hành tinh bong bóng luôn. Thì ra ngươi đánh cắp xà bông của chúng ta. Các người là ai? Chúng ta đến từ nơi ngươi đánh cắp xà bông để làm bong bóng kia. Bong bóng rất đẹp. Ta không nghĩ ngươi là kẻ ăn cắp như thế. Ta không có ăn cắp. Ngươi không ăn cắp? Chứ cái đó là cái gì? Ta thấy những đứa trẻ ở thế giới các người xài xà bông rất hoang phí. Mỗi lần tắm thì đổ cả chai xà bông luôn. Nên ta mới lấy một ít thôi mà. Các ngươi không cho, ta sẽ trả lại. Thôi ta hiểu rồi, coi như chúng ta bỏ qua. Nhưng sau này đừng có đánh cắp đồ của người ta nữa. Về thôi. Ba, sao ba lại tha cho hắn? Lỗi cũng tại các con. Mỗi lần đi tắm là xả hết xà bông và nước. Chính vì vậy nên họ mới tưởng xà bông rất nhiều và không tốn tiền. Nhưng thực ra nó rất đắt và ba mẹ phải tốn rất nhiều tiền để mua nó. Chẳng những con mà con nên nói với các bạn của mình không được xả hoang phí xà bông nữa, nghe chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Ý, anh Đốm kìa, anh bụng bự. Anh cưỡi cái gì mà hay quá vậy? Đốm, Đốm, bọn mình ở đây nè. Chào, thấy mình có ai không? Ôi, bong bóng đẹp quá mà cứng khủng khiếp. Ở đâu anh có vậy anh Đốm? Đó là chiến lợi phẩm của mình và ba mình thu được ở vùng đất bong bóng hôm trước đó. Vùng đất bong bóng. Đúng vậy, nơi đó có rất nhiều bong bóng và có cả một cỗ máy để tạo nên bong bóng luôn. Hay anh dẫn em đến đó lấy một cái và cưỡi giống như anh đi. Mình cũng một cái nữa. Đi thì đi, mỗi người một cái, chơi sẽ vui hơn. Phải nhanh lên đó mọi, nếu không bong bóng sẽ bể đó. Ai bị bụng bự nặng quá làm chi? Tới nơi rồi nè, chui qua lỗ đen này, chúng ta sẽ đến được vùng đất bong bóng. Ôi vui quá, đẹp quá chừng. Ủa sao nó bể hết vậy Đốm? Phải tìm cái giống màu sắc của mình thì mới cưỡi được. Vậy hả, hèn chi. Bò vàng đằng trước kìa. À đúng rồi, hay quá. Đã quá, có bong bóng để cưỡi rồi. Mình về thôi Đốm. Mình về thôi. Bọn nhóc này tự ý lấy bong bóng của ta, không biết xin một tiếng. Ta phải cho các người một bài học mới được. Ui da. Tiêu cái mặt đẹp trai của mình rồi. Đau quá mẹ ơi, cứu con mẹ ơi. Con trai tôi, sao vậy nè? Chuyện gì vậy Đốm? Thì ra tụi con đi trộm, thiệt là quá đáng mà. Vậy thì cái u này đáng lắm, u thêm vài cái nữa cho con mới tởn. Bây giờ các con biết lỗi chưa hả? Dạ tụi con hối hận lắm rồi ạ. Mai mốt con không dám lấy đồ của ai mà không có xin phép đâu. Con cũng vậy, con sợ lắm rồi, mẹ cứu con với. Còn con, cũng con bày đầu không à, phạt con nhiều nhất đó. Lần này chết chắc rồi. Bụng bự, cô cho chép phạt nhiều không? Chép bài quá chừng luôn. Giờ hai cái tay mình sưng như chép mít luôn á. Thôi đừng có than, ai biểu bà không chịu làm bài tập về nhà ăn chơi. Trời ơi chán quá à. Mình ước chi á, từ ngày mai trường học sẽ biến mất. Mời với ước gì, lo học bài đi. Ngày mai hình như kiểm tra đột xuất đó. Ôi
Trời ơi, bài gì mà khó quá chừng. Đúng là tra tấn não bộ mà. Thôi đi ngủ luôn. Có chuyện gì vậy? Ngôi trường bị mất tiêu rồi. Hả? Ý trời, chỗ này là trường học mà, sao tự nhiên biến đâu mất tiêu rồi? Mới hôm qua còn ở đây mà. Không lẽ mình linh vậy sao? Điều hôm qua đã thành sự thật. Bạn bị gì mà cười hó hó vậy? À, không có gì đâu. Không có trường, vậy hôm nay mình nghỉ học hết á cô. Đúng rồi, nghỉ học chứ gì nữa. Không, hôm nay chúng ta vẫn học bình thường. Hả? Ê, lâu lâu ra ngoài đi học cũng mát quá hả? Ừ, nhưng mà ngồi dưới đất lâu ê mông ghê á. Ê, còn có mũi nữa. Em đếm và em tay to tập trung nha. Bây giờ sẽ làm bài kiểm tra. Chết mình rồi. Sao rồi? Có chép nhiều như hôm qua không? Chép gấp 3 lần hôm qua luôn. Mà hôm nay ngồi dưới đất ơi mong lắm á. Mũi chích, kiến cắn nữa. Tao ngồi cũng lớp chiếc quạt còn hơn. Giờ mình mới hiểu cái trường học thật đáng quý biết bao. Được thiệt là sai lầm. Ước gì ngôi trường trở lại như cũ để mình có điều kiện học tốt nhất. Đúng là bụng bự. Con cũng chờ được tới ngày ra bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình lắp tới khuya luôn, lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi, người đâu mà đông như kiến vậy. Nhanh lên đi, không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán cho cháu một bộ đồ chơi. Tụi cháu phải xếp hàng như mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh, mua giùm em 3 bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được một bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Trời, muốn mọc râu luôn à. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Chẹo bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi, ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu. Mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát tay to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Bụng bự, hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. À, mất chỗ luôn rồi. Hết hàng rồi nha mọi người, gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú. Chờ được tới ngày ra bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình lắp tới khuya luôn, lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi,
Người đâu mà đông như kiến vậy? Nhanh lên đi, không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán cho cháu một bộ đồ chơi. Tụi cháu phải xếp hàng như mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh, mua giùm em 3 bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được một bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Chờ muốn mọc râu luôn à. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa, chèo bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi, ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu, mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát tay to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Bụng bự, hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. Mất chỗ luôn rồi. Hết hàng rồi nha mọi người, gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú. Sắp được ăn mì rồi. Mà ba mình nói nấu nước sôi coi chừng phỏng đó. Thì tụi mình cẩn thận là được rồi. Ủa, sao nước tô của mình ít hơn nước tô của bạn vậy? Trời ơi, vậy mà ít hơn hả? Cầu lao quá. Đưa đây, để mình tự đổ. Đưa cho mình. Ơi, coi chừng. Rồi, tay to bị phỏng rồi. Đau quá à. Bị phỏng sôi rồi. Thôi mình có cách rồi. Mình nghe nói đắp bơ, kem đánh răng, dầu, nước tương, nước mắm á, áp lên vết thương thì sẽ hết phỏng đó. Bạn để mấy cái đó ở đâu vậy hả tay to? Để mình tìm đắp lên cho bạn. Để à? Không được, không được đắp mấy cái tùm lum đó lên vết thương, dễ bị nhiễm trùng và bị nặng hơn nữa đó. Vậy chứ giờ phải làm sao? Việc đầu tiên khi bị bỏng là ngâm vết thương với lại nước sạch. Nước không được quá nóng, cũng không được quá lạnh. Nếu có muối ăn thì có thể thêm vào một tí để có tính sát trùng. Rồi sao nữa đốm? Không xuất gì lên thì làm sao vết bỏng của mình lành được? Ngâm trong nước từ 15 đến 20 phút để vết phỏng không bị phồng rộp hay lan ra chỗ khác. Nếu bị phỏng ở chỗ có quần áo thì mình cắt quần áo cho đó luôn. Mà tay to bị ở tay nên không cần. Mình lo quá à. Thôi mình kiếm nước đá đắp lên vết thương cho tay to đi. Đắp nước đá có thể dẫn đến phỏng kép nếu như bị phỏng nặng loại 2 hoặc loại 3. Mình là con nít không biết phân biệt mấy loại phỏng này, cho nên tốt nhất là gọi người lớn. Hợp lý đó. Bạn ở đây ngâm tay cho tay to đi, để mình chạy đi tìm mẹ của tay to nha. Ừ, đi nhanh đi bụng bự. Cô ơi cô, nãy tụi con nấu mì á, cái tay to bị phỏng nước sôi rồi cô. Tụi con sau này tuyệt đối không được nấu nước sôi khi không có người lớn ở nhà nghe chưa? Dạ, tụi con xin lỗi, mà tay to đang ngâm trong nước nên chắc không xích sao đâu. Trường hợp khẩn cấp, vô tình bị phỏng nước sôi, mấy đứa nhớ nằm lòng là phải sơ cứu như vậy. Rồi gọi ngay cho người lớn đó biết chưa? Dạ, tụi con nhớ rồi.